nên để cho anh đứng trên sân khấu để mà làm hài tớ thôi. Không, tại vì hồi trước á, thông cảm quý vị nghe, hồi trước khi bạn đi hát lô tô á là em làm diễn viên, nhưng mà em có vấn đề nhỏ em không làm được nữa quý vị. Sao vậy? Ừ, tại vì anh đang tặng diện á chứ. Rồi, chúng tôi quý vị, nghe giọng đợi tiếp theo các anh chị hơn trong bóng đồ, chúng ta cũng phục vụ cho quý vị, em nói đi, anh đừng có bài em nữa. Chúng ta phục vụ cho quý vị tờ lá vé mình giá y như cũ là 30.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé, quý vị sẽ có cơ hội nhận về cho mình. Giá trị giải thưởng đó là một voucher mua sắm trị giá 2.500.000 đồng, thưa quý vị nha. Dạ, và những tờ vé nào không may mắn, mình hãy lập lên mặt sau ghi tên, kèm số điện thoại để một lát chúng ta sẽ cùng tham gia tham dự qua vòng loại bốc thăm may mắn vào cuối giờ. Đó là 2 phong bao lì xì với mỗi phong bao nửa giá là nửa triệu đồng thứ gì nha. 500.000 đồng cho một phong bao lì xì ạ. Và ngày hôm nay cũng là ngày biểu diễn thứ 7 trong tuần rồi quý vị ơi. Chúng ta sẽ còn một đêm biểu diễn vào ngày mai và ngày chủ nhật nữa. Ở đây nè, cho cô áo đỏ nè, ai còn vé nào xuống với em đi. Tâm ơi, còn vé không? Cũng vé. Hết vé hay quá, trời ơi, cái đồng chụp mũi hay quá. Cưng quá. Dạ, có ai còn vé cho em bổ sung thêm một vé phía lên trên sân khấu được luôn ạ? Chị Quyền ơi, đại chị Quyền đi, chị Quyền cho cô áo đỏ nè chị Quyền. Dạ. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với chủ đề là Jack Unite và chúng ta sẽ được giao lưu với một team Jack Queen cực kỳ mới tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là team Chờ Che Em, thưa quý vị. Quá là hấp dẫn, sôi động. Và cái chủ đề này mặc dù là chủ đề không có mới nhưng mà một chủ đề rất là ấp khách của đoàn Lotto Sài Gòn tân thời, cho nên là kính mong kính mời của chú chị vào ngày mai. Dạ, ở đây là chị. Dạ, ngày mai của chú chị mình cùng đến chơi với đoàn nha. Dạ, quý vị cũng chưa từng thấy người đẹp La Giang biểu diễn Jack Queen đâu đúng không ạ? Không em ơi, bậy rồi, người ta là Jack Queen là nhảy, anh là chỉ cũng nhảy nữa, nhưng mà anh chỉ có nhảy cầu thôi nè. Thì ngày sao mai, mà nhảy được? Thì ngày mai La Giang cũng không có biểu diễn Jack Queen đâu đúng không quý vị nha. Dạ, ai đã từng thấy chúng ta xin mắt về sân khấu chuẩn bị. Dạ, số. Mấy chị nào, mấy chị nào, mấy chị nào, mấy chị nào, con số nhiều người nào.
buồn trong đó lòng em tan nát. Bởi vì lời xe hoa và cái ấy cũng tên là lúc đó em chạy vì bao tơ em bắt hai con nhau bóng trong trong phòng thì lúc đó áo chạy thằng dâu buồn trong đó. Tôi muốn mừng con một mừng con một mừng con một mừng nhắc con một đi cô nhìn này kia mấy chị đam mê chị này kia mấy chị này mấy chị này tình cờ tham chưa nhau mình vào ly cơ không biết đâu cũng như một bất ngờ giờ một người cô đơn một cái ví dụ cũng không mất một con tâm chỉ riêng em thôi anh bất kỳ em muốn anh ơi dạ sao gì vậy ngoài em không hiểu hả có chuyện gì vậy em hát sai lời rồi. Sai lời chỗ nào? Cho em nhạc à. Anh ơi cho em piano lại đi em hát chậm rãi lại cái lời đi. Em nghe lại đi. Sao bài nào ra? Các bạn có hợp với nhau. Bao nhiêu lần cũng vậy hả trời. Người ta viết lời rồi người ta dặn cái ốc ra nè. Người ta viết cái lời để vần với cái nhạc. Vậy bây giờ chị hát đi. Anh ơi Phiêu nha. Cho chị dưới thuốc rồi. Khó bên trong mình nhai là cái lưỡi đó. Ủa thế chà, thì nuốt cái bụng mình. Bây giờ nó kìa nhả khó. Mình có thể nhả nó bằng cái lỗ khác. Cái lỗ gì em? Lỗ tai. Ủa, chứ muốn lỗ gì nữa. Chỉ còn lỗ gì chứ. Kệ chị. Chị hát đi. Because I'm too. Lên tao hả? Ok. Because I'm lonely lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng, rồi mình giọng vòng. Ngưng đi. Em thấy không? Cái gì? Em thấy không? Chị đi có kia chị viết lời vòng lại chỗ đó. Dồn vào lòng là mình sẽ giọng vòng. Khoan. Nếu chị đi có kia giọng vào chỗ đó thì chắc có lẽ thì không còn đủ sức để viết lại bài này đó. Ok. Chị hiểu không? Mình không được hát như vậy, đó là sửa lời của tác giả. Làm vậy là bậy lắm. Điều bây giờ chị có thể dọc cái bé khác, mà đa số này được không? Dọc cho mặt mày đó. Dọc cái gì? Dọc cái gì mà lên được số này nè? Em dọc cái gì? Hồi em dọc. Hai chị đâu hề dọc gì vậy? Em không biết cái dọc gì đó. Dọc vào lòng hả? Chị sợ dọc ra lên sân khấu nghỉ 2 tháng nữa. Lúc đó khán giả chắc sẽ buồn lắm. Vậy thôi, mình dọng vô hộp đi. Hộp? Đúng rồi, dọng vào cái hộp này nè, cái hộp cái kia này nè. Hộp này hả? Đúng rồi. Bao nhiêu xin thương hoang mang cứ rồi vào lòng, rồi nó vòng vào. Con 11, con 11, con 11, con 11, con 11, con 11, con 11. Con số không ngờ quá vậy. Con gì cha, con 11. Yeah.
Xin mời chị gái nhanh chóng lên sân khấu đang được em kiểm tra và lấy vé của mình nha.